Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi thu hoạch nhẹ thử một cái xem sao nhá. Wow, 47 các bạn à. Ồ, rất là nhiều vàng luôn. Một phát một anh em mình được 47 triệu vàng nha. Quá là nhanh luôn ha mọi người. Ở đây thì anh em trong team, đây, phần thưởng của chúng ta sẽ là rương 5 nha các bạn. Lần này mình cũng cố gắng lên rương 6 lắm nhưng mà lên không nổi các bạn ơi. Wow. Rồi, anh em nào muốn biết những cái sự kiện sắp tới của Dragon City, sự kiện team 20 người, các bạn nhớ ghé vào trang web của mình luôn nha, là trang hntchannel.com để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nha mọi người ơi. Ở đây thì anh em mình sẽ ghé vô để xem wow, nhiệm vụ nha các bạn. Ôi 8.000 ha, còn cái chỗ này khu vực list chúng ta cần phải win 2 trận nha các bạn. Ngon lành luôn. Wow, và ngày hôm nay anh em mình sẽ mang những thành viên khá là VIP đi quậy tiếp nha mọi người. Và các bạn thích hắn tôi review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận bên dưới video nha, để tôi sẽ review thêm nhiều bé mới cho các bạn xem. Ở đây thì ngày hôm nay mình sẽ mang đó là thuyền trưởng đẹp trai nha mọi người. Nhân vật này có cái chiêu rất là đặc biệt nha các bạn, đó chính là cái khả năng quýnh 2 lần nha. Không phải thành viên Heroic nào cũng có được cái chiêu này đâu các bạn ạ. Ở đây là chiêu này sẽ là cái tuyệt chiêu nước nha mọi người. Wow, nếu như hên nha các bạn, còn nếu như không có hên nữa thì cái chiêu này anh em mình ra nhưng mà sẽ bị mít nha. Đây, lần này anh em mình sẽ cho tem bạn thấy sức mạnh của chúng ta nha. Lượng sát thương nhân 2 đến với thuyền trưởng, nhưng mà trước tiên mình xài chiêu đặc biệt xem nha. Wow, bị mít rồi các bạn ơi. Là và sát thương nhân 2 đến từ thuyền trưởng của chúng ta thì cũng được 57.000. Rồi, sau đó thì mình sẽ mang thuyền trưởng chạy vô nha. Lần này thì xài chiêu tuyệt chiêu đặc biệt của Heroic Kamas, bậc thầy siêu quậy. Rồi, tới công chuyện rồi. Pha này anh em mình bật chiêu búp máu lên nè. 38.000, mỗi con tăng thêm được ít máu nha. Bây giờ thì xài thử cái tuyệt chiêu là tiếp theo sẽ đến với cái em Ruti. Ui, ngon lành nha. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Lụm nhẹ luôn cái bé Ruti đến từ tên bạn ha. Wow, khu này thì anh em mình cần đó là chúng ta phải win 2 trận nha các bạn thì mới hoàn thành được nhiệm vụ nha. Wow, tuyệt chiêu đặc biệt và nó còn sát thương nhân 2 luôn. Ôi, thêm được một lượt đánh nữa các bạn ơi. Tầm này thì ai mà chịu cho nổi đây. Rồi, bé tiếp theo sẽ là chiến binh Ratun với 5 ngôi sao và lấp lánh, level đang là 40. Bây giờ thì team mình chưa bị mất máu luôn. Rồi, miễn nhiễm sát thương các bạn. Khả năng quýnh 2 thành viên cùng một lúc, lượng đam lên tới 90.000. Wow, cái bé bên trong nó chưa biết cái chuyện gì đây xảy ra, vẫn bị gõ cả khúc máu luôn. Victory, quá tuyệt vời các bạn ơi. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho hắn tên một lượt đăng ký nha các bạn. Để mà đừng quên mở thông báo lên nữa, để hắn tên ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Khu vực này thì anh em mình đến với Arena và cần phải cố gắng win 2 trận nha. Wow, Arena các bạn ơi. Đây rồi, khu Arena thì cũng khá là khoai luôn. Nghĩa nhẹ coi, 70 5 sao, pha này đầu tiên thì anh em mình mới vô và bị gõ cả khúc rồi. Ôi, chiến binh Macaron. Tầm này thì cái lượng đam lên rất là cao rồi các bạn. 233 cành ha. Ôi, bây giờ thì để mình nghiên cứu xem. Chưa bị mất máu đâu, bây giờ mình búp máu đi. Đó, búp ít cho cái thành viên bên trong này nha. Wow, bây giờ thì bắt đầu mất máu rồi nè. Bây giờ biết mất máu rồi, anh em mình sẽ hút máu lại ha. Ôi, cái con gọi là ma cà rồng này mà tăng full down nữa thì thôi ai mà chịu cho nổi chứ hả. Lần này thì mình sẽ chuyển sang cái bé, đây, cái bé yêu này đi ha. Với tuyệt chiêu là tuyệt chiêu gió nha mọi người.
tranh thủ lụm luôn ha. Nhân vật tiếp theo của tên bạn sẽ là Thủy Quái. Con này có thể quýnh 2 lần nè các bạn nếu như nó hên nha. What? Nó hên thiệt cơ. Ôi nó hên nhưng mà anh em mình cũng được hên nha. Chứ chưa phải là số nhỏ lắm các bạn ơi. Lượng đam X2 đến từ nhân vật Harris Kalmas. Tưởng đâu lên bạn đếm số ngồi đếm rồi. Wow, ngon lành ha. Tìm đối thủ tiếp theo coi. Kiếm con nào xịn sò xíu quýnh cho nó đã nha. Ui, lần này anh em mình gặp phải ma cà rồng. Một con Heroic và một con ma cà rồng Titan các bạn. Mấy cái con Titan thì các bạn biết rồi đó. Ma cà rồng Titan nó có cái khả năng rất là đặc biệt luôn. Ở đây thì anh em mình sẽ tranh thủ nhờ cái bé ma cà rồng Gold kéo ít máu trước nha. Rồi, sau đó thì anh em mình mới xài chiêu đặc biệt luôn. Lắm. Tầm này thì Harris Kalmas của mình dư sức để hạ được một em ha. Wow, trời ơi, cái lượng đam hơi gắt nha. Ca này thì anh em mình sẽ búp khoan đã. Mới vô Titan. Đây, hai con Titan cho nó phá giáp với nhau đi. Rồi, tầm này là giáp hai bên đã được phá rồi ha. Bây giờ thì bắt đầu mình ghẹo tem bạn bằng tuyệt chiêu của ma cà rồng Gold hút máu đại pháp liền. 100.000. Đấy, lượng máu anh em mình đã trở về full cây rồi. Ôi, tính toán kỹ lưỡng thì mình nghĩ là anh em mình nên búp máu nữa đi các bạn ơi. Đây, sau khi búp máu xong rồi thì anh em mình sẽ cho cái bé yêu này ra để chiến đấu nha. Heroic Kalmas. What? Nó cũng xài chiêu búp máu luôn. Ôi, hàng gì cái lượng máu nó kéo lên cả khúc luôn các bạn à. Ôi, ca này không bỏ một tí nào nha. Rồi, lần này mình sẽ nhờ đến cái bé đó là Titan nha các bạn. Wow, 108 trên một hit luôn ấy. Lượng đam rất là gắt. Pha này thì mình bật cái hút máu lên để mình test cái sức đam của tên bạn coi. 122. Bật cái búp máu lên nữa luôn nè. Ôi, 125. Ôi, chuyện nhỏ rồi. Kalmas. Ôi, Kalmas đang sát thương nhân 2 luôn. Wow, nãy giờ cho nó ra sớm xíu là được rồi. Victory nha. Wow, ngon lành nha các bạn. Tiếp theo thì anh em mình sẽ ra ngoài và chúng ta trả nhiệm vụ nha. Đâu rồi, nhiệm vụ của anh em mình. 20.000 thức ăn khay nha. Ôi, này là một viên game nha. Rồi, được rồi. Ồ là la. 20.000. Rồi, xong rồi đấy. Ôi, cũng tốn kém lắm đó các bạn ơi. 6 viên game của mình. Khu vực list win 3 trận các bạn. Đây, vô khu vực list kiếm cơm coi. Wow, 3 trận được luôn ấy. Vừa đủ 3 luôn các bạn à. Wow, thuyền trưởng siêu đẹp trai của anh em mình với khả năng sát thương nhân 2 và còn được thêm một lực đánh nữa đây. Ôi, tầm này thì hết sảy rồi. 27, không biết là đam của mình đủ hay không đây. Tuyệt chiêu này là tuyệt chiêu mặt trời nha. Wow, dư đam luôn. Rồi, tay bạn đã trở lại thêm một lần nữa. Ui, chà nó hành mình luôn rồi. Tuyệt chiêu đặc biệt quýnh cả 3 thành viên cùng một lúc. Wow. Rồi, được rồi. Cho chú thấy sức mạnh của Kalmas đây. Hiệu ứng. Ui, chà nó trở lại nữa rồi các bạn ơi. Wow, bụp luôn. Sát thương nhân 2. Rồi, tiếp theo thì anh em... Ui, chà nó quýnh 2 lần luôn cờ. Cây nha, con thủy quái đáng ghét này. Victory các bạn à. Cho dù thủy quái có được 2 lực quánh nhưng mà vẫn không cầm cự nổi đến với cái thành viên hệ Kalmas series của anh em mình ha. Rồi, lần này thì cho một mình cân 3 luôn. Wow.
Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Sunny, bé này cũng thuộc dòng heroic một sao rồi. Ôi, ấy cha xài chưa bút máu ở đâu. Ôi, mẹ nhiễm sát thương kìa. Ôi, mẹ nhiễm sát thương nhưng mà con này rất là khôn nha các bạn. Nó đè, nó xài cái tuyệt chiêu đặc biệt. Ôi, mẹ nhiễm nữa luôn. Wow, trong một trận đấu mà các bạn thấy nó mẹ nhiễm tầm 2 lần thôi là team bạn nó đấm đuối với mình liền rồi đấy. Rồi, ở đây thì một hiệp nữa, 100, bạn này 109 nha. Wow, đâu rồi, thuyền trưởng đâu, ra làm mưa làm gió cho vui coi. Xài chiêu đặc biệt liền. Rồi, sau đó sẽ là, ui anh em mình quýnh được 2 lần ấy. Thêm một lần nữa xem sao. Wow, lên dễ ngồi luôn rồi. Không sao, vẫn còn Heroic Kalmas. Đây, mấy chú cứ để anh giải quyết cho. Thành viên tiếp theo của tên bạn. Wow, bật được cái khả năng miễn nhiễm và lượng đam này mình lên tới 162.000 các bạn. Wow, tiếp theo luôn. Victory ha. Đây, ngon lành nha các bạn. Chỗ này thì chúng ta sẽ ra nhận thưởng cái Arena 3 trận phải đấy. Bây giờ là tới khu vực Arena các bạn à. Wow, có Kalmas luôn. Đây, cho Heroic Kalmas quýnh với Legend nha các bạn. Rồi, hai bên cho chạm trán nhau luôn. Wow. Rồi, ổn hen. Ôi, cái gì ghê vậy. Pha này hơi căng nha các bạn. Con này nó đang được khóa chiêu. Ui chà, nó mạnh, nó khóa chiêu này của mình rồi. Giảm đam rồi. Tầm này thì phải tính toán cẩn thận mới được. Wow, bé lụm mất cái giáp của mình rồi. Ok, tiếp theo thì sẽ đến với Sinful. Ôi, không được miễn nhiễm các bạn ơi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là búp máu đại pháp liền. Đó, kéo một ít máu cho chiến binh Kalmas. Chứ để không nó dễ bị ngấm củ tỏi lắm. Bật cái hút máu lên coi. Wow, full máu luôn. Rồi, Macaragon của mình là đụng vô hơi bị khó đó nha. Vì nó có cái khả năng hồi sinh nữa các bạn. Cho dù chết thì nó vẫn có thể trở lại để nó kéo được một cái lượng máu của team bạn. Rồi, bây giờ thì xương xương được một hiệp nha. Tiếp theo thì anh em mình gặp phải Titan các bạn. Titan Macaron. Wow, cho cái bé Titan ra phá giáp chứ team bạn cho nó vui đi. Chứ không phá giáp là nó khoai lắm luôn ấy. Rồi, sau khi mà phá giáp xong rồi thì anh em mình tính tới cái việc là đây là một ít máu trước. Rồi, ui chặt cái gì ghê vậy? Trời ơi, cái con này nó quýnh cây nha. Nó có hút máu luôn. Chơi này vui đấy. 80 mấy ngàn. Anh em mình xả luôn con này một cái đi. Đó, nó hồi sinh trở lại rồi. Ok. Trời, mọi chuyện thì bây giờ để giao lại cho Kalmas giải quyết nha. Bé tiếp theo sẽ là Sunny. Miễn nhiễm đâu? Ôi trời, cái miễn nhiễm không ra các bạn ơi. Cây cái chỗ là cái miễn nhiễm nó mất tiêu rồi. Nữa hả? Ôi, không thấy miễn nhiễm đâu hết luôn rồi. Bật cái hút máu lên để sống sót qua cái mùa đông này mới được. Chứ mà thấy nguy hiểm quá. Rồi, tầm này thì anh em mình sẽ nhờ đến con Kalmas này. Sao nó hơi bị ấy nha. Nó mà không cẩn thận là nó bị ngẫm của tội nữa. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với đó là ui, con này 5 sao. Sát thương của mình gây ra cho tên bạn sẽ được nhân 2. Mình đang có hai cách, đó là một là sát thương nhân 2, hai là bật cái hút máu lên. Bật cái hút máu thì mình sẽ chịu được thêm một đòn nữa ha. 90 mấy ngàn.
À, lượng đam nhân 2 này thì dư sức rồi. Để mình xem cái tem của mình coi. Đây, chiến thần Kama cũng được đam luôn. Wow, 181.000 nha. Victory. Rồi, ổn luôn các bạn ơi. Ui, lần này có nữ hoàng ma cà rồng. Heroes. What? Heroes level 70 cơ. Mới vô mà nó kéo mình cái khúc máu luôn cả nhà ơi. Ca này hơi khoai nha. Rồi, không sao, mình kéo lại tem bạn cũng cả khúc máu luôn chứ đâu có đùa ha. Ui, trời ơi, hai thành viên anh em mình búp máu lên. Chứ mới vô chưa gì hết mà một con Heroic nó gõ anh em mình vui sức bất sen bàn luôn kìa. Ôi, cây nhà. Rồi, anh đại của chúng ta sẽ quýnh cả ba thành viên còn một lúc đây. Wow. Lần này thì chắc có lẽ là anh em mình phải nhờ đến anh đại của chúng ta cái đã hút máu đi. Ôi, hơi khoai nha. Xài chiêu chiêu đặc biệt không được rồi. Nó chưa có hồi. Ôi, nguy hiểm vậy. Cây nha. Búp máu lên cái đi. Ôi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Trận này nó khoai hơn mình nghĩ khá là nhiều ấy. Mình bụp cả ba thành viên thì được. Mà nó sẽ trở lại thêm một lần nữa. Không miễn nhiễm đó là cái này hơi đuối nè. What? Nó không miễn nhiễm sát thương các bạn à. Cày quá nha. Ôi, ca này nó khoai kinh khủng rồi. Gặp phải ngay hai con Heroic luôn. Ui, còn thêm khả năng hồi sinh nữa. Rồi, tới công chuyện với mình luôn rồi các bạn ơi. Nữ hoàng ma cà rồng nó xuống sát một hit thôi là anh em mình lên bảng đếm số ngồi liền. Wow, victory nha. Trời ơi, một cái trận đấu khoai kinh khủng. Wow, bây giờ thì chỉ còn lại có một mình em ma cà rồng thôi. Không biết con này nó cầm cự nổi trận nữa không. Ui, hàng xịn quá. Ok, trận này thì có vẻ được nè. Trận này thì mình thấy đội hình tem bạn á là chỉ có level cù bắp thôi. Đây, vô đây thì lụm nhẹ nhàng luôn. Wow, sức mạnh đến từ trâu mập, một hit hơn nữa kêu máu. Wow, tem bạn thì có level 30, 33 với 40 hả. Ôi ôi ôi, chạy vô khoan. Khoan, trời ơi. Mém nữa nó lụm được người ta luôn rồi. Ôi, vẫn còn máu các bạn ơi. Mình nghĩ đâu là bị lên dĩa rồi chứ ai ngờ đâu. Wow, xóa sổ hai thành viên thành công với thành viên Macaron Gun. Wow, ngon lành nha. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Và hai cái sự kiện của Dragon City này thì anh ta có hướng dẫn trên cái website của mình là trhntchannel.com. Các bạn nhớ ghé vào xem để biết cách làm nhiệm vụ nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.